Xin chào các bạn đến với khóa học các cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi thứ năm, thì đây là cái buổi đầu tiên của cái chương thứ hai. Thì trong cái chương thứ hai này thì tôi sẽ có những cái buổi hướng dẫn cho các bạn về sử dụng Docker bước cơ bản. Thì hôm nay là cái buổi thứ năm, thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái lệnh Docker bool để mà thực hiện bool một cái image hay là download một cái image từ trên một cái địa chỉ về. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn vào cái bài học này. Thì để tìm hiểu về cách sử dụng của cái lệnh Docker bool ấy, thì các bạn đi vô cái trang tài liệu của cái công nghệ Docker là cái trang doc.docker.com này. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần menu reference ở đây này. Rồi theo thì ở bên trái màn hình ấy, thì nó có cái phần gọi là CLI reference, thì các bạn click để nó sổ ra này. Rồi theo thì các bạn đi đến cái phần gọi là Docker bool ở đây này. Thì ở đây nó có cái lệnh gọi là Docker bool thì các bạn click vô. Thì ở trong cái trang tài liệu này thì nó sẽ hướng dẫn và giải thích cho các bạn đầy đủ về cách sử dụng của cái lệnh Docker bool này. Thì ở trên này thì nó có cái phần gọi là description này, thì nó mô tả thì cái lệnh Docker bool ấy thì nó sử dụng để download một cái image từ một cái directory nào đó. Thì về cái khái niệm mà directory ấy, thì ở cái buổi thứ hai thì là cái buổi về giải thích về kiến trúc của Docker ấy, thì tôi cũng có giải thích cho bạn về cái khái niệm directory này rồi. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết về cái khái niệm directory này ấy, thì các bạn hãy xem lại cái video cái buổi thứ hai, hoặc là các bạn hãy đi vô cái trang gọi là Docker overview ở đây này. Ở đây thì nó có cái phần gọi là Docker architecture. Thì ở cái buổi thứ hai tôi đã giải thích cho bạn về cái khái niệm gọi là Docker directory. Thì Docker directory thì nó là một cái nơi để mà lưu trữ mấy cái Docker image. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn sử dụng cái lệnh gọi là Docker bool để mà bool một cái image từ trên một cái directory về. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn sử dụng cái lệnh Docker bool này. Thì quay lại cái trang tài liệu của cái công lệnh Docker bool. Thì để mà tìm hiểu về cái cách sử dụng của cái công lệnh Docker bool ấy, thì các bạn đọc ở cái phần usage này. Thì để mà sử dụng được cái lệnh Docker bool thì các bạn run cái lệnh Docker image này, bool này. Rồi theo là mấy cái option này. Rồi theo là cái name đây tức là cái tên của cái image mà các bạn muốn bool về. Rồi theo là các bạn thể thêm cái phần tùy chọn phía sau là 2.tab tức là cái tab của cái image hay là cái version của cái image của các bạn ạ. Hoặc là các bạn thể sử dụng cái tùy chọn rút gọn hơn là cái lệnh gọi là Docker bool và các bạn bỏ cái test image đi và các bạn sử dụng cái tùy chọn thứ hai là cái phần alias này này. Thì đây là cái lệnh rút gọn, thì các bạn run cái lệnh Docker bool rồi theo là cái mấy cái option là cái tên của cái image của bạn thôi đó. Rồi theo thì các bạn thể đọc tiếp mấy cái description về mấy cái sử dụng của cái lệnh Docker bool ở đây. Rồi theo thì ở trong cái buổi này tôi sẽ đi demo cho các bạn là sử dụng cái lệnh Docker bool để mà bool một cái image, ví dụ như là nginx chẳng hạn. Thì tôi sẽ đi demo cho bạn như sau. Thì bây giờ tôi sẽ đi mở cái terminal đây này. Và tôi sẽ đi demo cho bạn là run cái lệnh Docker bool này. Thì tôi sẽ sử dụng cái lệnh Docker bool thì tôi sẽ run là Docker bool. Rồi theo là tôi sẽ có cái tên image của tôi. Thì chẳng hạn như tôi sẽ có cái email gọi là nginx. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết về cái nginx này ấy, thì đây là một cái email về cái về dịch vụ web á. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết thì các bạn hãy vô cái trang Docker Hub ấy. Thì các bạn đi vô cái trang hub.docker.com ấy. Thì đây là một cái public directory của thằng Docker được cung cấp cho ông ta. Rồi theo thì ở cái phần tìm kiếm này thì các bạn có thể search ở đây là nginx. Thì đây thì các bạn đi vô cái email nginx ở đây này. Thì ở đây thì nó sẽ giới thiệu overview cho bạn về cái email nginx này. Đây này, nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu về cái nginx này nó là cái gì thì các bạn hãy đọc đây này. Thì nginx thì nó là một cái open source, nó là một cái thư viện mã nguồn mở mà cung cấp các dịch vụ về web server ở đây này. Đó. Rồi cung cấp các dịch vụ về NAT manager, rồi get dữ liệu vân vân ở đây này. Thì các bạn hãy đọc ở đây để tìm hiểu về cái service nginx ở đây. Đó. Rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn thực hiện cái việc bool cái Docker image gọi là nginx này về. Thì tôi sẽ đi demo cho các bạn như sau. Thì các bạn sẽ có lệnh Docker bool nginx. Rồi theo thì các bạn nhấn enter. Thì khi các bạn nhấn enter thì mặc định thì nó sẽ bool cái image với lại cái tag là native về. Còn nếu mà các bạn muốn bool một cái image với một cái tag cụ thể nào đó thì các bạn thêm vô là hai chấm này. Rồi theo là cái tag mà các bạn muốn là gì ạ? Thì ở đây thì nó có cái phần gọi là support the tag này này. Thì chẳng hạn như ở đây nó có rất là nhiều cái tag khác nhau này. Ví dụ là 1.25.4 này,
hoặc là native này, hoặc là 1.25 này. Đó, thì chẳng hạn như các bạn muốn bool cái image với cái tag là 1.25 á, thì các bạn thêm vô là 2 chấm này, tiếp theo là 1.25 này. Thì cái tag này nó tương tự như là một cái version của cái image của bạn á. Đó. Còn của tôi thì tôi sẽ không có thêm cái tag đằng sau, mà tôi sẽ bool cái image với lại cái native về luôn này. Thì tôi sẽ nhấn enter để nó bool cái image về cho tôi này. Đó thì các bạn để ý là nó có in ra cái dòng doc là using default tag, tức là native ở đây này. Đó, tức là cái email với lại cái tag là native, là cái tag mới nhất về. Đó thì bây giờ thì nó đang download cái email về cho tôi này. Rồi, nó đã bool được cái image về cho tôi rồi này. Tiếp theo chẳng hạn như tôi muốn kiểm tra xem là trên máy của tôi hiện giờ nó đang có những cái image gì ấy, thì tôi sẽ có lệnh Docker image. Đó thì hiện giờ thì máy của tôi thì bây giờ nó đang có hai cái image là cái image Nginx và HenoWorld. Thì cái HenoWorld là cái mà tôi hướng dẫn cho các bạn bool về ở cái buổi 4 ấy. Còn cái Nginx là cái mà tôi vừa mới demo cho bạn bool về đây. Và các bạn để ý là cái tab nó là native này. Rồi theo thì còn một cái phần liên quan đến cái lệnh Docker bool này nữa mà tôi muốn giải thích cho các bạn. Thì khi mà các bạn có cái lệnh Docker bool như vậy á, thì nó sẽ mặc định thì nó sẽ bool cái image của bạn từ trên cái DHT là Docker Hub này này. Rồi ngoài ra thì còn một cái trường hợp nữa là các bạn muốn, nếu mà các bạn muốn bool một cái image từ một cái private DHT hay một cái DHT khác á, thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn thực hiện cái việc download từ một cái DHT khác như sau. Thì các bạn quay lại cái trang tài liệu của cái công nghệ Docker Bool này này. Thì các bạn đọc về cái phần bool form ở different DHT này. Thì nếu mà các bạn nào muốn bool hay muốn download vào cái email từ một cái DHT khác thì các bạn vô đây đọc và tìm hiểu này. Thì các bạn sẽ có lệnh Docker Bool này. Rồi theo là cái domain của cái DHT của bạn ạ. Rồi theo là cái port. Cái port ví dụ là port 5000 này. Đó. Rồi theo là cái xuyển cái email của bạn. Đó thì ở đây là cái ví dụ về buôn một cái email từ một cái DG khác này. Đó. Thì ở ngoài giá là ở ngoài thực tế á, thì đa phần là họ sẽ bút cái email hay là bút cái Docker email lên một cái private DG nào đó. Thì các bạn lưu ý về cái trường hợp này. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã demo cho các bạn là sử dụng cái lệnh Docker bool. Đó thì đây là cái buổi thứ năm, thì ở đây là cái buổi đầu tiên của cái chương thứ hai. Thì ở các buổi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn lần lượt sử dụng những cái comment khác của thằng Docker. Rồi ngoài ra thì nếu mà bạn nào xem được cái video này của tôi ở trên cái kênh YouTube gọi là học lập trình online á, thì đây là một cái video, là một cái bài học ở trong cái khóa học gọi là Docker cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì cái khóa học này thì tôi đã up lên cái trang gọi là udemy.com. Thì nếu mà các bạn nào thấy cái khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu của bạn ấy, thì các bạn để dọn Udemy và đăng ký và tham gia vào cái khóa học này của tôi. Thì ở cái phần description của cái video, cái phần mô tả của cái video thì tôi sẽ để cái đường link lấy cái khóa học này. Đó thì nếu mà các bạn nào thấy cái khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu của bạn ấy, thì các bạn hãy đăng ký và tham gia vào cái khóa học này của tôi. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video theo.